Cô chào các bạn học sinh lớp 4. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng các con trong tiết toán. Các con đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho tiết học chưa? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học nhé. Trước khi vào bài mới, cô muốn kiểm tra bài cũ xem tiết trước các con đã tiếp thu bài tốt như thế nào. Cô có câu hỏi thứ nhất. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào? Chắc hẳn các con sẽ trả lời được ngay câu hỏi này đúng không? Đúng rồi. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Bây giờ, các con hãy làm bài này vào trong giấy nháp cho cô. 3 phần 8 cộng 7 phần 8. Chúng ta cùng đối chiếu kết quả nào. 3 phần 8 cộng 7 phần 8 sẽ bằng 3 cộng 7 phần 8 bằng 10 phần 8. Chúng ta thấy kết quả của phép cộng là 10 phần 8 có thể rút gọn được cho 2, nên cô rút gọn cho cả tử và mẫu cho 2 và kết quả cuối cùng được là 5 phần 4. 5 phần 4 là phân số tối giản không thể rút gọn được nữa, nên 5 phần 4 là kết quả cuối cùng của phép cộng 3 phần 8 cộng 7 phần 8. Cô tin hai câu hỏi vừa rồi không làm khó được các con phải không nào? Cộng hai phân số cùng mẫu số thì rất đơn giản rồi. Vậy muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì ta làm như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các con biết cách cộng hai phân số khác mẫu số. Chúng ta vào tiết toán tiếp theo, phép cộng phân số tiếp theo. Bây giờ cô có một ví dụ như thế này. Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy 1/2 băng giấy, bạn An lấy 1/3 băng giấy. Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy? Bài toán cho chúng ta biết điều gì? Và yêu cầu chúng ta điều gì? Bài toán cho chúng ta biết có một băng giấy và bạn Hà đã lấy 1/2 băng giấy. Sau đó bạn An lấy 1/3 băng giấy. Và bài toán yêu cầu chúng ta tìm số phần băng giấy mà hai bạn đã lấy. Vậy các con thử suy nghĩ xem, để tìm được cái số phần băng giấy mà hai bạn đã lấy thì chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính cộng. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 1/2 cộng 1/3. Giờ các con hãy quan sát xem hai phân số 1/2 và 1/3 có mẫu số như thế nào. Ta dễ dàng nhận thấy rằng hai phân số này có mẫu số khác nhau. Và như vậy, chúng ta không thể áp dụng cộng hai phân số có cùng mẫu số để thực hiện bài toán này được. Vậy chúng ta phải làm cách nào để cộng hai phân số này? Vậy bây giờ các con thử nhớ lại xem, chúng ta có cách nào để đưa hai phân số này về cùng mẫu số? Đúng rồi, đó chính là chúng ta đi quy đồng mẫu số hai phân số. Và cách quy đồng mẫu số thì các con đã được học rồi. Cô sẽ đi quy đồng như thế này. 1/2, cô sẽ lấy cả tử và mẫu của phân số này nhân với mẫu số của phân số 1/3 là 3, thì cô được kết quả là 3/6. Sau đó cô quy đồng phân số 1/3 bằng cách lấy cả tử và mẫu của phân số 1/3, cô nhân với mẫu số của phân số 1/2 là 2, và cô được kết quả cuối cùng là 2/6. Sau khi quy đồng hai phân số 1/2 và 1/3, cô được hai phân số mới có mẫu số bằng nhau, đó là 3/6 và 2/6. Lúc này cô sẽ đi cộng hai phân số này lại với nhau, và chúng ta sẽ áp dụng công thức cộng hai phân số có cùng mẫu số. Chúng ta sẽ lấy 3/6 cộng 2/6 thì sẽ bằng 5/6. Và 5/6 là phân số tối giản rồi, nên 5/6 là kết quả của phép cộng hai phân số 1/2 và 1/3. Vậy qua ví dụ trên, các con đã nắm được các bước để cộng hai phân số khác mẫu số chưa? Cô nhắc lại nhé. Để cộng hai phân số khác mẫu số, chúng ta sẽ có hai bước. Bước thứ nhất đó là quy đồng mẫu số hai phân số. Bước này chúng ta đưa hai phân số có mẫu số khác nhau về dạng hai phân số có cùng mẫu số. Sau khi đã đưa hai phân số có mẫu số khác nhau về cùng mẫu số bằng cách quy đồng, thì chúng ta sẽ đi thực hiện bước thứ hai, đó là cộng hai phân số. Đó cũng chính là ghi nhớ của bài học của chúng ta ngày hôm nay. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số
ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi cộng 2 phân số đó. Các con lưu ý cho cô. Khi chúng ta trình bày vào trong vở thì bước quy đồng mẫu số 2 phân số này chúng ta sẽ thực hiện ở ngoài và chúng ta chỉ trình bày vào vở như ở bước thứ 2 này thôi. Để kiểm tra xem các con đã nắm bài tốt chưa thì chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Bài đầu tiên, bài 1, trang 127, tính. Câu A, 2 phần 3 cộng 3 phần 4. Câu B, 9 phần 4 cộng 3 phần 5. Câu C, 2 phần 5 cộng 4 phần 7. Các con hãy tạm thời tạm dừng máy tính và làm mấy bài toán này vào trong vở nháp cho cô nhé. Chào các con. Chúng ta cùng đi sửa bài nào. Quan sát thì chúng ta thấy phép cộng của các phân số ở cả 3 câu A, B, C đều là phép cộng 2 phân số khác mẫu số. Và chúng ta sẽ áp dụng công thức tính. Chúng ta sẽ áp dụng quy tắc cộng 2 phân số khác mẫu số để làm. Câu A, cô sẽ đi quy đồng bằng 2 phần 3 cộng 3 phần 8. Sau khi quy đồng cô được 8 phần 12 cộng 9 phần 12. Kết quả cuối cùng là 17 phần 12. 17 phần 12 là phân số tối giản nên 17 phần 12 là kết quả của phép cộng 2 phần 3 cộng 3 phần 4. Tiếp theo câu B, 9 phần 4 cộng 3 phần 5. Cô quy đồng được 45 phần 20 cộng 12 phần 20. Và kết quả là 57 phần 20. 57 phần 20 cũng là phân số tối giản nên 57 phần 20 là kết quả cuối cùng của phép tính 9 phần 4 cộng 3 phần 5. Câu C, 2 phần 5 cộng 4 phần 7 bằng 14 phần 35 cộng 20 phần 35 bằng 34 phần 35. 34 phần 35 là phân số tối giản cho nên 34 phần 35 cũng là kết quả cuối cùng của phép tính cộng 2 phần 5 với 4 phần 7. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài số 1. Các con hãy đối chiếu bài làm của mình xem có giống bài làm của cô không nhé. Cô chúc mừng những bạn đã làm bài giống như bài của cô. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại quy tắc cộng 2 phân số khác mẫu số nhé. Muốn cộng 2 phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi cộng 2 phân số đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 2. Bài 2, tính theo mẫu. Mẫu 13 phần 21 cộng 5 phần 7. Các con quan sát 2 phân số này. Chúng ta thấy mẫu số 21 có thể chia hết được cho mẫu số là 7. Vậy thì khi quy đồng, phân số chứa mẫu số chung sẽ giữ nguyên. Sau đó, chúng ta quy đồng mẫu số của phân số còn lại bằng cách lấy mẫu số chung chia cho mẫu số của phân số còn lại là 21 chia 7 bằng 3. Sau đó chúng ta lấy cả tử và mẫu của phân số còn lại nhân lên với 3 là lấy 5 nhân 3. 7 x 3. Sau khi quy đồng xong, chúng ta sẽ được hai phân số mới có cùng mẫu số và chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Sẽ bằng 13 phần 21 cộng 15 phần 21 và bằng 28 phần 21. Nhưng mà nếu như viết như thế này thì rất là dài, cho nên chúng ta có thể viết gọn lại như thế này. 13 phần 21 cộng 5 phần 7 bằng 13 phần 21 cộng 15 phần 21 và bằng 28 phần 21. Bây giờ các con hãy áp dụng cách làm của cô để làm cho cô câu A 3 phần 12 cộng 1 phần 4. Câu B 4 phần 25 cộng 3 phần 5. Chúng ta cùng đi sửa bài nhé. Câu A, 3 phần 12 cộng 1 phần 4. Chúng ta thấy 12 chia hết cho 4 nên 12 sẽ là mẫu số chung. Vì vậy, phân số 3 phần 12 chúng ta sẽ giữ nguyên.
12 chia cho 4 bằng 3. Mình lấy cả 1 phần và 4 nhân lên với 3 thì sẽ bằng 3/12. Sau đó cộng lại, cô được kết quả là 6/12. 6/12 có thể rút gọn được cho 6, nên sau đó cô rút gọn cho 6 và được kết quả cuối cùng là 1/2. 1/2 đã là phân số tối giản, nên 1/2 là kết quả cuối cùng của phép cộng 3/12 cộng 1/4. Sang câu B. 4/25 cộng 3/5. 25 chia hết cho 5 nên 25 sẽ là mẫu số chung. 4/25 chúng ta sẽ giữ nguyên. 25 chia 5 được 5. Lấy cả tử và mẫu của phân số 3/5 nhân lên với 5 thì chúng ta sẽ được 15/25. Sau đó chúng ta thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số. 4 cộng 15 bằng 19. 25 giữ nguyên. 19/25 là phân số tối giản, nên 19/25 là kết quả cuối cùng của phép cộng 4/25 cộng 3/5. Các con đã làm bài đúng hết chưa? Cô tuyên dương những bạn đã làm đúng bài số 2 nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Bài 3, một ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ đó, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường? Bài toán cho chúng ta biết điều gì và yêu cầu điều gì? Bài toán cho chúng ta biết một ô tô đã chạy được 3/8 quãng đường trong giờ đầu, ở giờ thứ hai ô tô đó chạy được 2/7 quãng đường. Và bài toán yêu cầu chúng ta là tìm quãng đường ô tô chạy được sau 2 giờ. Vậy thì để thực hiện được yêu cầu của bài toán, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Đúng rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện phép tính cộng. Và dựa vào bài toán thì cô có tóm tắt như thế này: giờ đầu được 3/8 quãng đường, giờ sau được 2/7 quãng đường, và yêu cầu tìm số phần quãng đường ô tô đã đi được trong cả 2 giờ. Bây giờ các con hãy làm bài toán này vào trong vở nhé. Chúng ta cùng đi sửa bài nhé. Bài giải, quãng đường ô tô chạy được sau 2 giờ là, lấy 3/8 cộng 2/7 và bằng 37/56 quãng đường. Đáp số 37/56 quãng đường. Chắc hẳn các con đang thắc mắc rằng bước quy đồng mẫu số của cô, sao cô không thực hiện trong bài này phải không? Các con ạ, đối với những bài toán giải, bước quy đồng mẫu số chúng ta sẽ thực hiện ở ngoài nhé. Và chúng ta chỉ ghi kết quả phép tính như cô thôi nhé. Các con hãy kiểm tra lại bài làm của mình xem đã đúng chưa. Nếu như sai thì các con hãy sửa lại. Nếu đúng, cô tuyên dương các con. Vậy là cô và các con vừa học xong bài phép cộng 2 phân, phép cộng phân số tiếp theo. Cô tin là các con đã nắm được bài và làm bài tốt. Các con hãy làm bài tập vào vở bài tập của mình và chuẩn bị cho bài học sau nhé. Trước khi tiết học kết thúc, chúng ta cùng nhắc lại phép cộng 2 phân số khác mẫu số. Muốn cộng 2 phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi cộng 2 phân số đó. Các con hãy học thuộc quy tắc này cho cô. Tiết học đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các con.